Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Cương Sẽ vẫn Vũ Ngọc Anh yêu nhau suốt hơn một năm qua nhưng họ chỉ mới công khai tình cảm gần đây và nhận được sự ủng hộ. Cặp đôi bắt đầu thoải mái hơn trong mọi việc khi xuất hiện cùng nhau tại sự kiện hay thể hiện sự quan tâm bằng những bình luận qua lại trên mạng xã hội. Trong các xuất hình mới nhất, Cương Sẽ vẫn Vũ Ngọc Anh thể hiện sự đẹp đôi, độ ngọt ngào chuẩn hình tượng đôi tình nhân đang hạnh phúc. Vũ Ngọc Anh trọn diện những bộ cánh cắt xẻ tinh tế khoe ưu điểm chân thon dài, ngực đầy gợi cảm. Làn da nâu và cách mà kẻ út tông trầm càng bật lên vẻ quyến rũ của nữ người mẫu. Cách tạo dáng quần vai, ôm cổ hay trao cho nhau ánh nhìn tình tứ không quá khó với cả hai người. Điều này có được nhờ sự đồng điệu và có sự thấu hiểu nhau giữa họ. Suốt gần một năm bị đồn đoán tình cảm nhưng cặp đôi không công khai vội vì muốn chọn thời điểm phù hợp nhất. Lúc đó, khi cả hai đã sẵn sàng để có thể đối mặt với bất cứ áp lực hay lời soi xét nào đến từ dư luận. Là nghệ sĩ chắc chắn không thể tránh khỏi điều đó, nhất là mình đang yêu người trong giới nữa. Chúng tôi tôn trọng đối phương, đợi đến thời điểm khi cả hai đã sẵn sàng cởi mở về mối quan hệ này thì sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc đó đến với khán giả. Chúng tôi không phải cố tình muốn giấu giếm hay lợi dụng nó để giữ độ hot cho riêng mình, cặp đôi chia sẻ. Suốt thời gian gắn bó, điều khiến tình yêu của họ ngày một lớn đó là sự tin tưởng. Vũ Ngọc Anh cho biết, niềm tin trong một mối quan hệ tình cảm rất quan trọng để vun đắp mối quan hệ. Yêu nhau mà suốt ngày ghen tuông, phải soi xét hôm nay đối phương làm gì, đi cùng ai vì như thế sẽ dễ tạo nên sự căng thẳng, mệt mỏi cho cả hai người. Tôi có niềm tin và sự an tâm ở anh Cường và cảm nhận được điều ngược lại ở anh ấy. Chúng tôi không phải suốt ngày cứ phải kè kè bên nhau thì mới chứng tỏ được tình yêu. Quan trọng nhất là phải hiểu tính cách của người ấy, công việc để cùng nhau chia sẻ, động viên nhau, Vũ Ngọc Anh nói. Khi được hỏi về sự hấp dẫn ở Cường Sẽ Vẫn đã chinh phục được mình, Vũ Ngọc Anh cho biết, tất cả đều là cảm xúc thật, đến từ sự rung động của trái tim. Cô yêu Cường Sẽ Vẫn ở sự nam tính và có cả độ tâm lý. Vũ Ngọc Anh học được ở bản trai sự cẩn thận, suy nghĩ nhiều hơn trong bất cứ tình huống nào của cuộc sống. Nữ diễn viên quên tiết lộ Cường Sẽ Vẫn không phải là mẫu người đàn ông lãng mạn kiểu xến xúa. Anh là người thực tế nhiều hơn khi các cử chỉ quan tâm đều đúng mực. Chỉ cần tôi thích ăn gì, muốn đi chơi ở đâu, anh cũng dành thời gian để đưa tôi đi, người đẹp nói. Gia đình hai bên hiện đều biết và ủng hộ mối quan hệ này. Tuy nhiên, hiện tại cặp đôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vì trước mắt sẽ dành phát triển sự nghiệp. Cường Sẽ Vẫn đang trở lại mạnh mẽ với âm nhạc. Vũ Ngọc Anh cũng có những dự án riêng và kinh doanh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.